đang cùng gia đình đi thăm chợ nổi Cái Răng. Xin chào mọi người. Đang đi trên tàu tham quan Cần Thơ. Rồi đến nhà nổi ngoài.
giờ. Chào cô Thuật ơi. Ê, bây giờ đang đi dưới thuyền sông nước này, đi chợ nổi cái răng nè. Đây, toàn bộ này. Đây. Chào cả nhà. Cậu đang xem. Cậu Thuật. Nói chuyện cậu Thuật tí này. Cho cậu Thuật mai mốt cậu Thuật đi chuyến này. Phố Thắng Cầu Thuật. Các bạn đang đi trên tàu đi thăm chợ nổi Cái Răng rồi. Tiền đi nhà năm nay.
mình đi về đến đó. Lên đó thì con dừng lại không? Đấy, lên cũng lên. Rồi ai muốn chụp hình cứ lo đi chị. Đâu đâu, ngồi đâu? Rồi, lên đây chụp dây luôn. Lên lên không? Có, đây này. Lên chụp cho. Lên đây chụp dây đi con. Anh cầm máy quay cho mẹ nè. Đây, đây ngồi. Ok, chờ nội cái răng. Rồi, nhìn con nè, hai thép hai cái chân vô. Chờ nội, rồi đúng rồi. Ok. Ok, ok, ok. Có, thấy mà. Rồi. Rồi, muốn chụp mình lên, ngồi mình lên cũng được. Rồi. Mặt quái rồi mình chụp đi. Thôi mặt quái này khó chụp à. Thế thôi. Lên đi lên, chị Quyên lên đi. Em chụp cho. Lên đi em chụp cho. Không lên hả? Ok rồi rồi đi. Lên. Thì không làm cái khoanh. Ngồi kẹp lại chứ, khoanh lại chứ. Ngồi kẹp lại là thấy rồi. Điện lớn này à? Cây bẹo. Bẹo gì là bán cái đó. Ừ. Ok.
đây là cái trái thơm, trái khóm dưới này có ra có được ấy không ta? Dạ. Thơm trái khóm dưới này có mắc không ta? Đây hai bà ơi, cô mua cái trái chưa gọt là 15, mà gọt rồi là 20. Hai bà gặp mấy? Mấy ông Tây là đang ăn khóm đây. À đúng rồi. Đấy chị. Để đỡ ghế, để ghế kìa. Mình thôi là rồi, chị thì không quen cái nghề thuyết minh. Ở đây thì người ta bán cái gì là người ta treo cái đó. Dạ. Một bán cô mình thấy người ta vô bịch bịch như thế cô, bịch là 10 kg. À. Dạ, giờ có muốn mua 10 kg chứ là không bán. Ở đây chứ là bán sỉ thôi cô à. Coi bút rửa coi có mua không? Coi bút rửa cái quả gì đó, quả gì đó đũa bên kia ta. Cam Vinh à. Cam Vinh đó không? Bút rửa Hoàng Kim. Ở đây có cái quả, cái chi nhỉ, quả trứng gà gọi đây là gọi ta kêu một quả gì ta? Quả u ma. Quả u ma. Quả trứng gà là u ma. Quả trứng gà dưới đây ta gọi là quả gì? Lê Kim Ma. Có hả? Không. Cái gì đó? Và phú sữa Hoàng Kim. Sữa Hoàng Kim. Ăn đi, cái bò đó nha mà. Thôi mình ăn hết chỗ kia chưa mua qua. Mua kia hả? Không, mua đâu, mua đó đó thôi. Hả? Mua đâu? Mua vào nhà nó chín kỹ quá. Hoạt lắm nhưng mà nó đều uống nước mà. Hoạt lắm rồi, đúng không? Ngon lắm, ngon lắm mà. 3 kg 100, 1 kg rưỡi 50. Rồi lấy ký rưỡi. Không, cũng ngọt thật, mà ghê. Ngọt chứ, ngọt quá kiếm rồi. Ngọt luôn đó, đúng không? Ngọt hơn cái loại mình mua. Cái này cũng quả nhũa mà. Bữa là mua không ngọt hơn cái này. Đây hả? Đây ngọt hơn. Nè, có ăn thử cái này đi nè. Cái quả vàng thì ngọt hơn. Đây là cái xe này nhiều này. Có cái thơm khóm đây là
bánh lìa đó. Cái này là người ta đang mua cơ à. Có đây dừng á, mỗi chiếc ghe là như cái nhà của họ luôn, ăn uống sinh sống ở trên ghe luôn cùng. À dạ, nên là họ có nhà ở trên bờ hết trơn á. Tại vì mỗi lần buôn bán 3-4 ngày về cho nên là họ trang bị ghe như cái nhà vậy đó. À, có ghe bán đồ tập quá hết luôn, nó như cái ghe mà cô áo đỏ đó là bán đồ tập quá đó. À dạ, càng điện thoại xà bông uống rồi. À đúng rồi, nó mình không biết, mình có biết cái chuồng nào đó đâu mà. Rồi mấy cái xuồng mà bán đồ đi chợ, thịt cá, rau củ, dạ có đủ hết. Ở đây nước này nó uống cô là cái thùng 2 lít xanh xanh đó cô. Dạ. Như giặt vũ rồi thì nó muốn nước sông nên ta đóng hàng lại, sử dụng nước hết trơn. Kia kìa, vô đến trong kia là bánh bông, bánh hoa, bánh đủ thứ kìa. Dạ. Cái chợ này đông nhất là lúc Tết cô, tầm khoảng 23 cho tới 27, 28 Tết. À. Dạ, lúc đó là đông nhất. Đông nhất hả? Dạ. Đó người ta bán bánh hoa, bánh hoa nó đẹp lắm. Đúng rồi, bánh hoa trái cây rồi. Chợ này bán hầu như là quanh năm. Dạ, tới tầm khoảng 29 Tết ta nghỉ cho tới 16 ta khai trương lại. Dạ, thì mình đi cái thời điểm mà trong mùng đó cô. Thì chợ nó sẽ vắng. Ngày xưa là đúng 16 ta mới khai trương, còn giờ là 12 ta khai trương rồi. Đúng rồi. Dạ, khách người... đi du lịch nhiều. Dạ. Mà 12 thì người bán người không, mà là điểm đó vắng hơn trước. Cái chợ này nó dài tầm khoảng 1 cây số cái nhà. Đúng rồi, từ kia vô bến này là gần 1 cây. An Giang này. An Giang. Cái gì cũng còn hết. Kia kìa, cái chỗ trước mặt mình là người ta bán hàng phải không ta? Mấy cái thuyền nhỏ kìa. Dạ, mấy cái thuyền nhỏ nhỏ phía bên tay phải rồi là cái thuyền bán đồ ăn sáng. À. Dạ, chắc sáng mà mình không ăn buffet rồi đó. Đúng rồi, đây mình ăn hủ tiếu, bún riêu ở đây ngon lắm. Dạ, mà... hủ tiếu lắc, bún riêu lắc đó mình coi trên cái clip đang sáng trên sông ở đây nè cô. À, ở đây nó có 2 kiểu ăn sáng, một là mình lên trên cái bè kiểu vậy, còn hai là mình ăn ở dưới sông. Ăn ở dưới sông thì phía xa có cái bàn, cũng dễ ngồi lắm. Xong ăn trên cái đây nè, cái ngọc lan nè, dưới sông rồi. Đó. Bữa mình ăn rồi đó. Ăn rồi, bữa đó mình ăn rồi đó. Cái này lúa bữa mình ăn đây này, muốn riêu cua đồng này, bữa mình ăn muốn riêu cua đồng này. Đây cái sông đó. Chuyến sau đi, chuyến sau ví dụ mình đi tới, hôm nay mình ăn sáng trên sông. Ờ, tại là mình ăn rồi cho nên mình không. Quay đây anh bán cái gì đây ta? Người ta bán đồ ăn sáng sầu riêng nè, nó bán sầu riêng rồi bán đủ thứ. À, bánh trái cây. Sầu riêng mắc lắm nha. À. Sầu riêng quá trời đây Thủy ơi. Sầu riêng quá trời nhưng mà. Ủa cái này đi nghiêng ta. Cái ghe tàu nó nhẹ vậy. Cái này rồi. Có người ta ăn sáng này, bữa mình ăn cái này nè. Ăn đồ uống cà phê nè. Bà dạ, con Vi à, hôm nay được nghỉ thì chơi đâu cháu? Này, lần nào bảo mẹ cho đi này. Quá trời luôn. Mì riêu, bún mắm, hủ tiếu, bánh lọt, mì gói, mì dấn, mì riêu, dạ đủ hết trơn. Dạ, cái này hồi sáng mà mình đi lúc 5 giờ là vô đây mình thấy áo cam nhiều hơn người bán. À. Dạ, khách du lịch mấy bữa chủ nhật này đông lắm. Du lịch nhiều. Dạ. Rồi làm tô bún riêu, tô hủ tiếu kìa. Anh muốn gì cháu? Anh muốn gì? Không muốn mắm, không lòi. Anh bánh tráng trộn hả? Bây giờ em ghé cho cả nhà mình tham quan chỗ làm hủ tiếu nha. Dạ, làm hủ tiếu, chà bông, hủ tiếu pizza. Lên cho nó tham quan, rồi muốn làm thì mình cứ làm. Dạ, làm đẹp thì người ta trưng bày, còn làm xấu thì mình ăn hết bánh làm luôn. Đây hả? Cái này hả? Dạ đúng rồi, lên trên cái lầu có được đi tham quan đây không? Lên đây nè. Mà lúc trước đi có vô tham quan không? Có, vô trong này nè. Vô luôn hả? Vô ăn luôn hả? Vô ăn rồi chơi. Rồi, lấy tay cho giùm cao nha. Lấy tay, lấy tay, lấy tay. Lấy áo ra đi. Gửi áo phao ra Minh ơi. Trời ơi, đồ đạc vô quan trọng để dưới tàu đi cô. À. Rồi, xin mời. À.
hả? Đây cô. Cục cái là rơi xuống đây luôn. Đâu rồi? Anh lo hủ tiếu. Lên mất tiêu rồi. Đây hủ tiếu hả? Đúng rồi, lo hủ tiếu. Lò hủ tiếu đây là lò hủ tiếu. Quá nguồn, quá tuyệt vời. Đồng rồi hả? Đây cháu. Thấy chưa? Lần nào bóng mẹ cho đi chín nha. Ừ. Mẹ chỉ cho đi chín này. Rồi. Quá tuyệt vời. Ai mà không quen lò hủ tiếu thì lên lầu như cái nhà. Ở dưới là quay đặc sản nha. Bánh tráng cộng này. Cái này là bánh cuốn nè. Cái này đâu ngon đâu. Có đây mà ông ngon mà bán mua thầu trò kia kìa. Này nó đủ thứ rồi. Cái lâu hả? Cái này là đủ bánh gì? Bánh cái bánh mà bánh không à? Bánh bía hả? Bánh bía bánh ngọt ở nhà nhiều lắm rồi Thúy ơi. Thúy ơi đừng có mua bánh bía nhạt, đầy bánh ngọt. Trà lá sen. Đấy có cái gì đây bà? Vòng ngọc trai không bà? Đấy còn tài đầu không à? Đúng không? Có muôn cái đeo cho nó hay hay mà. Không, có cái ấy ạ. Đâu có vòng đâu. Không có chưa? Hình như chưa lên đây bà nha. Đừng chưa lên lầu ăn thì có lên chưa thì lên đây lên. Hai bà, đi ban ngày bà đi cái bữa giờ này là chưa chuẩn bị về này. Mino Mino tính tiền mình sáng tính xem là tổng thiệt hại bao nhiêu. Cái này thì bữa sáng mua gì nè? Mấy đứa không mới có cái này này à? Mình đây là cái gì đây? Cơm cháy hả? Không, cái đó là cái Minh ăn đây. Minh không à? Cái này cái đầu chim đây này. Ôi giời, cái này con Minh chắc hắn khoái ăn này. Thắng ơi, Minh có ăn cái này không? Chắc Minh ăn này. Đúng không? Minh có ăn cái món kia không? Không biết nữa, để la la. Hắn cho ăn rụm rụm á. Trải nghiệm tác hủ tiếu. Chứ gì hủ tiếu. Nè, đóng bọc lại là bao nhiêu một bọc nữa ta? 50 ngàn. Hả? 50 ngàn. Vừa mà có ăn có giòn không? Giòn. Có, mua ăn đi ăn cái này chạy đúng không? Cơm cháy á. Thử mua đây hay lại kia lấy á? Nhưng mà cái đó không giòn bằng cái này. Đó, người ta bỏ vô bao nó cũng giòn á. À. Đây hả? Cái loại này trắng này. Bà ơi. Chắc cái này hả? Đây này. Nó bỏ vô bao hết rồi nó giòn này chứ đâu mà. Đúng không? Quân ơi, Quân đi cái này anh ăn ngon, nó có trà bông này. Ăn cái này không?
đây này, ăn không? Này, ôm lấy. Rồi, xong. Được không? 50 nghìn để hai gói đi nhờ. Cái này để được lâu mà. Rồi lấy để trả tiền luôn đây. Cái này khác đây này. Cái đó nó đều giống nhau luôn đó cô. Tại mấy cái đó là con chưa dán nhẹ. À vậy hả? Nó đều còn một loại hả? Đúng rồi. 2 ký rồi. Tính tiền dưới. Lấy 2 túi luôn. 2 túi hả? Lấy túi về ông ăn. Tôi lấy 2 gói thì chú tính tiền luôn. Đem đó mẹ tính tiền luôn. Em ơi, cái này là 1 năm bị chặn 1 bị vậy? Dạ đúng rồi á, bữa nay là 1 á. Bây giờ mua 2 rồi là mua thêm 3 thôi, tặng 1. Đúng rồi, đấy thì có. Mua 3 tặng 1 hả? 5 tặng 1. Cái này là về mình làm bím, mình nấu lẩu mình ăn đúng Thắng ơi. Cái này gì mình không có cần chụp nha cô. Cái này mình gì mình chỉ cần rửa sạch thôi, rồi nữa mẹ đang thôi mình rửa sạch rồi đổ nước sôi vô là ăn à. Đổ nước sôi vô là mình bỏ trò chả vô ăn là nó thành chín đây này. Như thế này mình nấu như mì tôm chứ. Cái này cũng 50.000 hả? Dạ 30.000 một gói à. Cái này 30.000 hả? Cái này chắc hai người ăn bữa vừa ta. Ba người đó cô. Nửa ký hả? Nửa ký hả? Nửa ký. Linh ơi, dơ con. Cái này màu nào như màu nào đúng ta? Cái này màu trắng cũng như màu vàng đúng không? Dạ, nó đều như nhau luôn á cô. Lấy bịch về cho ông ăn. Để... Nó cứ đem xuống để bà tính tiền đi. Đi. Lấy thôi con ơi. Một thử thôi chứ còn. Các cô. Hả? Cá này cá sạc thắng này. Cá này là cá cơm. Chào Minh Đức ha. Bất động sản ha. Đang đi chợ nổi cái răng này. Trời đủ muốn. Đi. Tính tiền ở bên dưới mà. Chồng mở không à? Cái nào? Cái này là cái mình sáng mua là ngoài sấy cô. Cái nào? Cái này hả? Chữ tươi. Nhưng mình về phải bỏ tủ lạnh. Đúng rồi, à, về được khoảng 2 tháng, 3 tháng. Đó là tươi nha, còn khô thì mình để được lâu. Thì cái này mình về con đấy là mình ăn bữa. Xuống đây, xuống đây. Quay luôn Thủy Phát. Quay luôn Thủy Phát. Nắng à, nắng quá. Minh Đức này, đẹp chưa? Hôm đó mà ở lại đi chơi thì có phải đã không? Đây. Con gái đây, con gái lại đứng mẹ kìa. Cho con gái đứng thiếu kìa. Gái kìa. Gái chụp đi. Mà quay thấy gái này. Gái giơ tay lên chào. Ở sao cha cái này xuống để tính tiền. Mọi người lên đi tham quan cái lẩu, kiếm cái mặt đó ở đây, cái mặt ở trên này.
lấy thêm quên khác. Con lấy con nào? Không, cái đó để bằng gỗ không hả? Để tặng. Đây phải có cọc đầu. Không có phải dây để bằng gỗ. Cái này là toàn cái đồ gỗ. Coi có uống được không lấy hả? Trà thân mật mà giống trà bên nhà tôi này có mấy chục, trăm mấy ký. Bút phiên này còn uống cho nó hết đi. Cái này là bút phiên này. Cái đén nó muốn có được đâu. Không hả? Ừ. Bà đồ uống là bà giục luôn rồi nó đén như là xanh à. Bánh đậu xanh. Cái này cũng được lắm. Từ từ chưa tính tiền, ra tính tiền, nó đi ra ba tính tiền rồi không có được ăn gì. Cái này bà. Bà cái này là coi có mắc hơn cái chỗ mình cái kia là mắc không? Cũng 100.000 thì bằng nhau. Cái này 195.000 mắc ghê gớm, mắc gấp đôi. Đôi. Ừ, đúng rồi. Ý là mình coi á. Mắc gấp đôi. Gấp đôi. Hả? Không, nhà quá trời, nhà là gần 3-4-5-7. Thôi. Cái này mắc còn gấp đôi ở chỗ mình mua một con. Được. Cái nhân kia có 100 ở đây bán 140. Hồi nãy mua muốn nó để mua muốn khô này về về đi lâu hơn. Thôi thôi ăn bữa. Ăn liền thì được. Về có giò chả đây ông ăn. Mua cái nó để lâu đâu, để có để lâu đâu. Cái này nằm trong bịch nè. Cái đó ăn hả? Anh ăn hả? Sầu riêng này. Còn sữa này mình mua 5 tặng 1. Chào cháu Hà nha, Hà Nguyễn nha. Có tiền này thắng. Đồ mình mua rồi gửi gì nữa.
thuốc lớn đó mình mua ăn qua rồi. Mắc quá nên mà thì đúng rồi, tôi quay chỗ kia rồi. Cả bốn rồi. Chờ đó. Chụp cái nước tí mình khổ. Nước qua này, qua tôi mua 2 bịch 80 40 80 tôi mua 2 bịch 80. Có cái đằng kia đó là cái lò cái này người ta nhập cái này lên. Mình mua 2 cái, qua tôi mua 2 cái 80 đúng nguyên văn. 1 ký 40 mua 2 ký đâu cái đó bữa qua là quen rồi, qua mua 2 cái đó là hôm qua cái đó là 1 ký hôm qua tôi đưa cho hắn 100 đối lại 20 mà tôi với lại cái hôm qua với lại lại uống mấy cái chi nha nước mấy tính qua nó nói em là 1 bịch đây là 20 ngàn 2 bịch là 40 đâu đây nè qua em nó nói với em đó là cái này nửa ký đi nửa ký là 20 ngàn mà 2 cái đây 1 ký nó nói là 40 ngàn rồi mà tính tiền nước 3 ly 60 ngàn đúng rồi là 100 ngàn bao nhiêu vậy con? Đúng rồi mua ăn lá hả cái bệnh? Hai cái đó 40 ba ly nước 60 là 100 cái chân hụt chân đây đi cô từ là xuống cầm điện thoại chắc vô nha. Ở dưới đây nhiều lắm á. À, dưới nơi chứ sông nhựa. Thế là hết chợ. Hết chợ rồi. Hết chợ nổi cái răng rồi. Xin chào các bạn nha. Rồi cái môi giờ hết cái răng rồi, cho răng cái môi này. Em ở đâu cơ? Em ở Cần Thơ này á. Chỗ nào ạ? Em ở Ninh Kiều gần cái mắt. Chào tạm biệt nha. Gần siêu thị.